tại Hà Nội, buổi trò chuyện về sáng tác mang tên Viết và đọc kinh dị ở Việt Nam đã được Trạm đọc cùng Linh Lan Book tổ chức. Sự kiện quy tụ những nhà văn trẻ thế hệ 9X thu hút đông đảo độc giả trẻ quan tâm đến đề tài này. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Viết và đọc cùng Read Station được tổ chức bởi Linh Lan Book và Trạm đọc. Tại đây, thông qua trò chơi câu đố, không gian tắt đèn kể chuyện ma và phần trò chuyện của hai diễn giả, nhà văn Đức Anh và nhà văn Thục Linh, khán giả đã có cơ hội được tìm hiểu về những vấn đề xoay quanh viết và đọc kinh dị ở Việt Nam. Theo đó, các tác giả trẻ đã đưa ra những nhận định, lý giải về một trong những đề tài thú vị nhất của văn học trẻ thời gian gần đây. Chủ đề thảo luận gói gọn trong các câu hỏi: tại sao thời nay độc giả quan tâm đến các yếu tố truyền kỳ, linh dị dân gian? Các sản phẩm văn hóa như phim ảnh, truyện được đón nhận rất rõ rệt. Vậy việc đọc và viết kinh dị mang lại những giá trị gì? Trong vài năm qua, rất nhiều các tác phẩm văn học kinh dị của các tác giả thế hệ mới đã ra đời như Đại Nam Dị Truyện Phan Cuồng, Tư Chấn Huyền Linh Kế Ước Bán Dâu Thục Linh, Những Đồ Vật Có Linh Hồn Tống Ngọc, Ma Quỷ Dân Gian Ký Suy Văn, Tết Ở Làng Địa Ngục Thảo Trang. Thậm chí các tác phẩm giả sử cũng pha trộn các yếu tố huyền bí, linh dị như Săn Mộ Hoàng Yến, Tước Gấm Dầu Đay nhiều tác giả, cùng với các bộ phim điện ảnh, truyền hình ăn khách. Điều này tạo nên một làn sóng dư luận cho rằng văn học truyền kỳ kinh dị của Việt Nam đã trở lại, có thể so sánh